Hello em, xin chào em. Em phải Nhật Trung không? Dạ đúng rồi anh. Ok, xin chào Nhật Trung. Anh là bên kênh Showbiz Vui Vẻ. Ngày hôm nay thì anh đã từng nghe Nhật Trung hát rồi. Dạ. Và có người giới thiệu đến ngay công trình này là tìm em. Dạ. Và nhân dịp đây thì anh cũng định mời Nhật Trung tham gia với lại kênh Showbiz Vui Vẻ của anh một bài hát. Ôi, cái kênh Showbiz Vui Vẻ là kênh đó em cũng hay xem, nhưng mà sao em lại là được một người được chọn may mắn vậy? Không phải là may mắn, nhưng mà tức là giọng ca của em rất là khá đặc biệt. Cũng rất là thích. Dạ, thì cho nên chính vì vậy mà anh mới thay mặt cho kênh Showbiz Vui Vẻ đi tìm em và mời em có thể là hát để gửi tặng đến cho khán giả kênh Showbiz Vui Vẻ của anh. Vậy là cái loa đúng rồi anh kéo ha. Bây giờ mời Nhật Trung có thể là đây hát nghe. Cũng đang chuẩn bị cuối giờ nghỉ đó. Vậy hả? Dạ. Cũng may mắn là anh tới kịp. Thấy anh em đang dọn dẹp hả? Dạ, đúng rồi, đang dọn dẹp công trình này thì cũng sắp hoàn thiện rồi. Cho nên là cũng đang vô cái phần tô trát tường nữa là xong. Để bàn giao. Rồi, vậy ngày hôm nay thì Trung có thể hát được bài hát gì tặng cho kênh anh? Nếu vậy thì chắc em xin phép em cởi cái khẩu trang ra. Rồi, được, dạ. Được. Ôi vui quá, em không nghĩ là một ngày nào đó mà tự nhiên mình lại được may mắn là về với kênh Ký Ức Vui Vẻ. Em xin lỗi, em không ngờ là một ngày nào đó lại may mắn lại được giao lưu trên cái kênh Showbiz Vui Vẻ của anh đó. Dạ, thấy bất ngờ quá, mà sao mà anh tìm được đến đây là em cũng rất là cảm động. Dạ. Tại vì thật chất ra cũng có người giới thiệu đó, nói là em đang làm ở mấy công trình khu vực ở đây. Mấy công trình xung quanh đây. Thì nãy giờ cũng đi vòng vòng hỏi, thì nãy hỏi một người gần đây thì chắc cũng đồng nghiệp em hỏi là ở đây có ai tin Nhật Trung không, nói là có, thì chỉ em đang ngồi. Dạ, mấy anh em cũng nghỉ giải lao rồi, chuẩn bị hết ngày. Rồi ok, để anh có thể anh kết nối rồi Trung hát một bài ha. Dạ, vậy thì em có một cái bài hát mà nói về cái cuộc hành trình Bắc Nam. Bài hát nó tựa đề là Tàu Anh Qua Núi. Dạ, cái bài này thì cũng là một cái tâm sự, giống như là mình cũng hành trình mình đi nhiều nơi. Rồi cái trước đây mình cũng hay dùng phương tiện là tàu để mình đi từ ngoài Bắc vô Nam để mình lập nghiệp. Bài này rất là hay. Bài này nói chung là chắc mang một cái tính chất gọi là đoàn kết và cũng hào hùng đúng không em? Đúng rồi anh. Dạ. Ok. Vậy thì bây giờ Nhật Trung sẽ gửi tặng đến cho kênh Showbiz Vui Vẻ ca khúc Tàu Anh Qua Núi ha. Dạ, vậy thì sẵn ở đây thì Nhật Trung cũng xin được cảm ơn đại diện bên kênh Showbiz Vui Vẻ đã có lời mời và cũng như là giới thiệu đến Nhật Trung tới tất cả quý vị khán giả. Thì nhân đây Nhật Trung xin phép được gửi tặng cho tất cả quý vị một bài hát được mang tên là Tàu Anh Qua Núi. Dạ. Ok, bây giờ mời các bạn cùng nghe nha. Dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi em cùng lội là yêu nhau. Mây núi em cùng tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi ta cùng lội là yêu nhau.
dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi em cùng lội là yêu nhau. Mây núi em cùng treo. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây xuôi ta cùng lội là yêu nhau. Mây núi ta cùng treo là yêu nhau. Mây xuôi ta cùng lội là yêu nhau. Mây núi ta cùng cảm ơn Nhật Trung dạ. nhiều nha dạ. Rất mong là tiếng hát của em sẽ được khán giả kênh Showbiz Vui Vẻ yêu thương dạ. Và cũng như là trên khắp mọi miền đất nước, cũng như là từ trong nước và bên nước ngoài sẽ yêu thương tiếng hát của Nhật Trung nha dạ. Một lần nữa thì Nhật Trung cũng rất là hạnh phúc và rất là vui khi được kênh Showbiz Vui Vẻ mời Nhật Trung giao lưu với toàn thể tất cả quý vị. Hy vọng là tình cảm của tất cả quý vị sẽ dành cho kênh cái Showbiz Vui Vẻ và dành cho Nhật Trung. Một lần nữa Nhật Trung xin chào và hẹn gặp lại nha.